Xin chào các bạn, hôm nay thì mình mới về thêm được 12 kiện hàng nữa các bạn. Thì cái này là trong cái lô đấu giá của mình, đấu giá hàng tuần ấy, thì cứ một tuần là về ít nhất là 2 lần nhé các bạn. Thì trong này nó có đầy đủ nồi cơm, nồi chiên, rồi loa, rồi máy máy pha cà phê luôn đấy các bạn. Rồi giờ thì mình sẽ bóc, mình mở xem cùng các bạn luôn nhé. Ở đây mình sẽ mở cái thùng này đầu tiên nhé các bạn. Nồi chiên nhé các bạn, đây là một cái nồi chiên, đấy, nồi chiên Philips, nồi nhỏ mà họ gói thùng rất là to. Rồi tiếp tục thì hai kiện, ba kiện nữa. Mình một tay nó hơi khó, các bạn thông cảm cho mình nhé. Đây, chắc có lẽ là máy xay cà phê đây. À, cái này đang nồi cơm, mình nghe thấy viên bi lọc cọc ấy. Tiger 1.8 các bạn, họ gói rất là gọn luôn. Tiger 1.8 này, phiên bản G nhé các bạn. Đấy, Tiger 1.8 G. Đây là loa các bạn này. Đấy, loa còn nguyên thùng luôn nhé các bạn. Tham ăn cao đông. Cái này ở ngoài họ bán rơi tầm khoảng 3.8, 4 triệu các bạn. Có chỗ thì bán, như Shopee thì họ bán chắc khoảng 3.8 triệu. Cơ đông là các bạn biết không, là trên ngày trước mình làm mà sale xe ấy, là những cái dòng xe ví dụ như là Bentley hay là BMW là họ mới có trang bị cái loa Harman Kardon này các bạn. Đây. Đấy, nguyên thùng nhé các bạn. Thì mình để cho các bạn xem đây, phụ kiện này nhé. Đây các bạn. Đấy. Bằng cái nồi cơm nhé các bạn, nó to không nồi cơm. Như cái loa này các bạn thì mình bán được tầm 2.8 triệu nhé. Các bạn biết cái hàng mà hàng bãi của người ta ấy, người ta hôm trước mình có tìm hiểu ấy, người ta bán nếu mà các bạn cái lô của người ta khoảng 30 cái, 2 đến 30 cái thì người ta bán 3 triệu rồi các bạn. Ta đi đường bay có nhiều người, người ta đi tới lên tới 250 ngàn một ký các bạn. Người ta qua công ty dịch vụ ấy là đi tới 250 ngàn một ký. Còn là mình không đi qua bằng tiền đi mua ở bên kia, nó làm hết cho mình luôn. Chân, à, người ta đưa cả chân của Nhật cho mình luôn các bạn này.
Anh này anh rất là kỹ, đây là Tiger gốm nhé các bạn. Anh này cực kỳ kỹ luôn, sòng rất đẹp nhé các bạn. Đế bằng gốm luôn nhé các bạn. Rồi, hôm nay 12 kiện là 1, 2, 3, 4, 5 kiện rồi. Chờ mình bê xuống đất nhé, tại nó cao mình sợ nó đổ. Có từng này mà hôm qua các bạn biết mình thanh toán tiền bay hết bao nhiêu rồi? 21.898.000 12 kiện này. Không phải là các bạn lên lúc nào cũng mua được đâu, mình phải canh cái hàng nó giá cả nó hợp lý, rồi sản phẩm cái ngoại hình nó còn đẹp thì mình mới lựa được, chứ không phải lúc nào cũng lên được. Lên được vậy thì lúc đầu thời gian mình cũng hay canh, nhưng mà mình không có kiên trì ấy, mình cứ canh 5-10 phút là mình thấy không có, là thấy giá cả đắt quá là mình lại bỏ. Ngày sau là mình canh gần như 24/24, cứ khoảng 5 phút là mình loát lại một lần xem có cái mặt hàng mới không. Hồ chiên các bạn, mình thấy là đẹp đúng hồ chiên này. À, không phải. À, đúng là nồi chiên các bạn, nồi chiên màu đỏ nhé. Đây. Đẹp đúng rất giống nồi chiên. Xin biết cảm ơn màu đỏ nhé. Rồi, tiếp tục cái này. Một lần em mình nó rạch như này ấy. Rạch vào một chiếc voi mốt, cái lưỡi dao này nó chọc vào làm chày luôn các bạn. À, đây là tô chuông các bạn, tô chuông VXE5 nhé, 1 lít. Đây là phiên bản đầy chuông mà khoảng 27-28 các bạn. Chuông này màu nâu nhé các bạn, màu nâu này các bạn này. Rồi. Đây là 2 kiện. Máy xay cà phê đẹp quá, máy pha cà phê đẹp quá. Đúng rồi, máy pha cà phê các bạn ơi. Các bạn nhìn công ty Iris của Trung Quốc ấy, cái đóng bằng bao bì luôn các bạn này. À không, đây là nồi. Mới luôn các bạn. Đây, bạn nào đang sắp đi, mình kết cái này kinh khủng luôn đấy. Này mình săn là trong cái đống hàng này là mình thấy chiếc này là giống như là đẹp nhất luôn các bạn. Này là 2 hôm
2019, áp suất điện tử 2019 luôn nhé các bạn. Cái này mình lấy ở bên đó về là cái này bên đó là 10 tức là về đến đây nó rơi tầm 3.8 các bạn. Đây các bạn xem này, như mới luôn. Đấy, xoong như mới luôn các bạn. Xoong cháy đáy nhá. Đấy. Cái này anh ấy nói là anh ấy dùng rất là ít luôn các bạn. Anh ấy dùng khoảng 1 năm nhưng mà có khi là 1 tuần anh không nấu luôn đấy. Tuần thường thường anh nấu 1 lần. Anh về nhà, tức là cuối tuần anh ấy về nhà anh mới nấu. Và có tuần anh không về anh không nấu luôn. Đây chiếc này đẹp quá nên mình giống như mình ấn tượng với cái phần mô tả ấy. Hình như là hết nồi cơm rồi thì phải. À còn cái tô bản đặc biệt nữa các bạn. Mà không có tô bản đặc biệt có trong cái kiện này hay tuần sau. Đây nó đây, tô bản đặc biệt đấy các bạn này. Đây. Đây, C3 bản đặc biệt. Mở cho các bạn xem luôn nhé. Đây. Rất là đẹp nha các bạn. Cái này phải bê thật là cẩn thận, rất là xong luôn. Đây là chắc máy xay cà phê đó. Tại vì vợ mình nó thích uống cà phê. Mình đem mình lấy. Về bạn nào thứ hai cái bạn nào có nhu cầu thì ủng hộ mình luôn. Nhiều thứ kiện này còn nhiều hàng nhất. Đây, loa này, đây là loa máy xay cà phê thôi, 4 kiện này. Đây, đây là loa này các bạn. Đây là máy xay cà phê, còn không biết trong này là cái gì đây. Bạn chờ mình bê đây. Hồi chết mình nhấn nhầm nhé các bạn. Bạn chờ mình chút nhé. Nhấn là nhầm nút nguồn nhé, là nó tắt, mình phải làm quay lại nhé các bạn. Cà phê này. Đây là sản phẩm đầu tiên mình mới bán. Mình cũng bán cho em nhé. Đây, nhập tay hơi khó. Pha cà phê Nhật thì có lẽ là mình nghĩ nó pha cái kiểu của châu Âu các bạn. Tại vì cà phê của Nhật là cà phê giống như cà phê không được mấy thường họ Nhật không uống cà phê đặc như vậy. Mình đấy các bạn, nhập cái tô luôn hả? Uống cà phê lỏng. Đây, sắp vậy đây. Dao thì phải
Suzuki Lucy. Đây. Như các bạn này cũng chưa biết cách sử dụng. Mình dùng một cái còn một cái là mình để lại cho các bạn đấy. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ Hồ Bình nhé. Rồi tiếp tục còn một kiện hàng cuối cùng là cái loa đấy các bạn. Loa Harman Kardon này. Đấy. Rồi. Bạn nào có nhu cầu trong những món hàng từ đấy cho mình bóc ra thì liên hệ Hồ Bình nhé. Rồi, mình cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn nhé.